Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ 6 ngày 30 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Kỷ Mùi tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tức, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao Trận. Về ngũ hành Niên Mệnh Thiên Thượng Hỏa ngày Kỷ Mùi tức Can Chi tương đồng thuộc Thổ, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm Thiên Thượng Hỏa Kỷ Tuổi Quý Sửu Ất Sửu ngày thuộc hành Hỏa khắc với hành Kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành Mộc cục, xung với Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Đinh Sửu, Ất Sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao lục hợp tốt mọi việc, sao ngũ hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Câu Trận kỵ về An Táng, sao Phụ Đầu Giáp kỵ về Khởi Công, Động Thổ, sao Tam Tàng kỵ về Khởi Tạo, Cưới Hỏi, An Táng. Đặc biệt, ngày 30 tháng 6 năm 2023, tức là ngày 13 tháng 5 năm Quý Mão, ngày này là ngày Tam Nương Sát, xấu kỵ về Khai Trương, Xuất Hành, Cưới Hỏi, Sửa Chữa hay là Cất Nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Chính Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 30 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ 6 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy, người tuổi Tý bị tương hại thái tuế tác động nên có điểm báo vướng phải thị phi, đàm tiếu đồn thổi. Công việc cũng vì vậy mà gặp phải nhiều trở ngại. Nhiều vấn đề nảy sinh không tìm được giải pháp, con giáp này phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Thiên tài giúp đường tài lộc có phần khởi sắc hơn, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, nếu biết cách nắm bắt thì tiền bạc rủng rỉnh không phải là chuyện quá khó. Tuy nhiên bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tiêu xài lãng phí kẻo tiền bạc có bao nhiêu cũng hết. Ở phương diện tình cảm, ngũ hành xung khắc khiến đôi lứa có nhiều trục trặc trong mối quan hệ. Bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chủ yếu do bản mệnh mải mê công việc và những chuyện ngoài lề và không còn đủ thời gian để quan tâm và chia sẻ cùng nhau. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, dễ vướng phải thị phi, đàm tiếu đồn thổi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, vấn đề nảy sinh không tìm được giải pháp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đường tài lộc có phần khởi sắc hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đôi lứa có nhiều trục trặc trong mối quan hệ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 26, số 73. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video.
Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, cục diện ngũ hành, Sửu mùi tương xung tác động, cảnh báo người tuổi Sửu có thể sẽ gặp phải rắc rối trong công việc do bị tiểu nhân hãm hại. Dù bản mệnh đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức, những mong thu về thành tựu xứng đáng nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên, bạn cần phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mới có đủ sáng suốt để giải quyết mớ rắc rối này. Tiểu nhân chỉ đợi bạn sơ hở để giở trò, vậy thì bạn càng phải làm việc một cách cẩn thận và kín kẽ thì tình hình mới không vượt quá khỏi tầm kiểm soát thêm nữa. Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển, về cơ bản thì tuổi này vẫn giữ mối quan hệ tốt với người ấy. Dù giữa cả hai không có nhiều sóng gió, nhưng đôi khi bạn thấy nhàm chán khi mọi thứ cứ diễn ra bình thường. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, gặp rắc rối do bị tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, tốn nhiều công sức và thời gian. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cần sớm lấy lại bình tĩnh, giữ đầu óc sáng suốt. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần làm việc một cách cẩn thận và kín kẽ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 01, số 55, số 89. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Người tuổi Dần bước sang ngày mới đang có những dấu hiệu tốt đẹp trong vận trình của mình. Bạn có một ngày làm việc thuận lợi nhờ chính quan độ mệnh. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn còn có thể có vài chuyện xen ngang khiến bạn mất tập trung trong công việc. Hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn. Để đi đến bước này cũng không dễ dàng gì, hãy trân trọng công sức của mình. Mộc khắc thổ, đường tình duyên không mấy thuận lợi. Bạn có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ để thành đôi, mối quan hệ lưng chừng này có thể khiến cho bạn day dứt. Hãy để cho mọi sự diễn ra tự nhiên, nếu trái tim bạn muốn điều gì đó, nó sẽ tự mách bảo cho bạn làm theo. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đường công danh sự nghiệp có tin vui. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, dễ mất tập trung trong công việc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, đường tình duyên không mấy thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ để thành đôi. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 76, số 09. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi cho thấy, được cục diện ngũ hành tam hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão mang tới cho con giáp này những bước tiến khá lớn trong công việc. Bạn phát huy hết năng lực của mình và có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, sẵn sàng giải quyết mọi khúc mắc với tinh thần chủ động. Tài vận trong ngày cũng có dấu hiệu khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho bạn. Dù vậy, bạn cũng nên tính toán thận trọng, chớ vì nóng vội mà sôi hỏng bỏng không. Chuyện tình cảm không mấy khởi sắc do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc.
bạn cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu. Sự rụt rè đang khiến bạn bỏ lỡ cơ hội để tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vậy nên hãy tự tin với chính con người mình. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, có những bước tiến khá lớn trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, phát huy hết năng lực của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chủ động giải quyết mọi khúc mắc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tài vận khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 84, số 07, số 66. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, người tuổi Thìn bị hung tinh kiếp tài án ngữ, đe dọa vận trình tài lộc trong ngày hôm nay. Chuyện tranh lợi đoạt tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta chỉ có thể đề phòng và đối mặt với nó chứ chẳng thể nào tránh được. Việc bạn cần làm là thận trọng hơn để giảm thiểu mức độ xui xẻo. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên biết cách nói lời từ chối với những lời mượn tiền trong hôm nay. Vật giá leo thang, nhu cầu sống ngày càng đắt đỏ, sẽ có rất nhiều việc cần đến tiền bạc, chớ nên cho vay mượn không có mục đích chính đáng. Chuyện tình cảm vẫn chưa được suôn sẻ như ý muốn. Ngũ hành thổ vượng cho thấy, dù bản mệnh có nhiều ưu điểm nhưng trong chuyện tình cảm thì khá khô khan, không biết cách thúc đẩy mối quan hệ. Chính vì vậy bạn thường xuyên cảm thấy nhạt nhẽo, đối phương thì chán nản vì không tìm được tiếng nói chung. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ xảy ra tình huống tranh lợi đoạt tài. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nên hành động thận trọng để giảm thiểu xui xẻo. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nên biết từ chối với những lời mượn tiền. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm vẫn chưa suôn sẻ như ý. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm khô khan, nhạt nhẽo. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 71, số 62. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Chính ấn xuất hiện trong tử vi ngày thứ 6 này của người tuổi Tỵ, mang tới cho con giáp này cơ hội để tạo ra những bước tiến sự nghiệp nhất định. Bạn vốn là người mạnh mẽ, có sự nhạy bén và thích nghi linh hoạt nên tại cơ quan rất được trọng dụng. Cấp trên hiếm khi phải lo lắng khi giao việc cho con giáp này. Song, bản thân tuổi Tỵ vẫn nên tiết chế bớt sự ngang ngạnh ương bướng thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ chức vụ cao trong tổ chức. Bạn có năng lực nhưng đôi khi thể hiện hơi quá, nếu không sớm sửa đổi sẽ rất dễ đắc tội người khác. Hỏa sinh thổ hậu thuẫn cho tình yêu đôi lứa. Các cặp đôi dù yêu xa cũng luôn biết cách chăm sóc tình yêu của mình. Hai người hiểu và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, khoảng cách địa lý có thể tồn tại nhưng khoảng cách về hai trái tim thì hoàn toàn không có. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tạo ra những bước tiến sự nghiệp nhất định. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, được trọng dụng trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nên tiết chế bớt sự ngang ngạnh, ương bướng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, có năng lực nhưng đôi khi thể hiện hơi quá. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, các cặp đôi luôn biết cách chăm sóc tình yêu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao.
Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 15, số 22, số 67. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Quý nhân lục hợp xuất hiện trong vận trình ngày mới, người tuổi Ngọ đón những tin tích cực ở phương diện sự nghiệp. Bạn giành được những mục tiêu đã định và có người có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bản thân đã mong muốn. Thời điểm này bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả của mình. Tài vận của con giáp này trong ngày khá tốt, nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình nhờ những mối hợp tác làm ăn tốt đẹp. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có lộc, tuy nhiên nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng vung tay quá chán. Tin vui còn tới với Ngọ ở phương diện tình duyên. Người độc thân dễ tìm được một nửa cho mình, nhân duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm, tìm lại cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, đón những tin tích cực ở phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, giành được những mục tiêu đã định. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, có thêm nguồn thu nhờ hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, người độc thân dễ tìm được một nửa cho mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 45, số 72, số 69. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Trong vận trình ngày mới đón Tỷ Kiên chiếu mệnh, tuổi Mùi được nhắc nhở nên tập trung vào chất lượng công việc hơn là cứ mải mê chạy theo số lượng. Làm được nhiều nhưng chất lượng không ra gì thì hiệu quả vẫn chẳng có cải thiện là bao. Đã vậy bạn còn có thể tốn nhiều công sức và thời gian để khắc phục những sai sót nửa chừng. Bạn cũng có thể nhờ tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp, đừng vì ngại mà không dám chia sẻ công việc. Tình trạng quá tải công việc bao giờ cũng mang lại mệt mỏi. Vì thế cần biết phân phối công việc, chia sẻ cho các đồng nghiệp cùng giải quyết. Về tình cảm, vợ chồng bất hòa khiến cho không khí gia đình trùng xuống. Công việc bận rộn ngày càng đẩy hai bạn ra xa nhau dù cả hai vẫn ở bên nhau. Mối quan hệ thiếu có sự giao tiếp tình cảm, mượn cớ công việc để không phải đối mặt với nhau thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, nên tập trung vào chất lượng công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, làm nhiều nhưng chất lượng không tương xứng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, có thể nhờ tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, vợ chồng bất hòa, tình cảm gia đình trùng xuống. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ thiếu giao tiếp rất dễ đổ vỡ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 70, số 10. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, thương quan nhập cục, vận trình ngày mới của tuổi Thân sẽ không mấy suôn sẻ. Bạn rất dễ để đầu óc trên mây do còn nhiều mối bận tâm khác. Có lẽ con giáp này nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng.
Về tài lộc, hôm nay cũng không phải là lúc mà tuổi này gặp may ở vấn đề tài chính. Thậm chí với thói quen tiêu xài như hiện tại thì có lẽ tuổi Thân còn cách rất xa mới đến độ tiền bạc tiêu xài rủng rỉnh, mua sắm không cần nhìn giá như mong muốn. May mắn Kim được thổ dưỡng, chuyện tình cảm của bạn có bước tiến triển rõ ràng khi người độc thân có thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Hãy cứ sống thật với lòng mình, bạn có sức hút mà không ai có thể bắt chước được, tự tin vào bản thân mình và vẻ đẹp của bạn tự khắc sẽ tỏa sáng trước mắt người khác phái. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, vận trình ngày mới không mấy suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tránh để sai sót trở thành thứ cho kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nên xem lại thói quen tiêu xài, mua sắm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm có bước tiến triển rõ ràng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 72, số 90. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Vận trình ngày mới được thực thần đứng bóng, tài lộc của người tuổi Dậu có cơ hội cải thiện đáng kể. Con giáp này gặp được vận may bất ngờ, tiền bạc tăng lên vù vù. Nhất là người làm kinh doanh càng dễ kiếm tiền khi thời cơ tới, hãy tận dụng lợi thế này kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, bạn sẽ thu về khoản lợi không nhỏ đâu. Cát tinh này còn giúp cho người làm công ăn lương cải thiện thu nhập của mình bằng nhiều cách. Bản mệnh tìm được nơi có thể phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa. Đôi khi nó khiến bạn mệt mỏi, nhưng khi có mục tiêu rõ ràng, bạn chỉ việc nỗ lực hết mình thì sẽ đạt được điều xứng đáng. Trong ngày ngũ hành tương sinh như hôm nay, tình yêu của bản mệnh đang thăng hoa rực rỡ. Người ấy thực lòng yêu thương và chăm sóc cho bạn hết lòng. Cảm giác an toàn mà đối phương mang tới khiến bạn tin tưởng rằng mình đã tìm được đúng người cần tìm. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tài lộc có cơ hội cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, thời cơ thuận lợi đến với người làm kinh doanh. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, người làm công có nhiều cách cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tìm được nơi có thể phát huy năng lực. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tình yêu đang thăng hoa rực rỡ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 27, số 79, số 60. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày thứ 6 này, cục diện ngũ hành mùi Tuất tương phá tác động, người tuổi Tuất đối diện với cục diện thăng trầm trong công việc. Bản mệnh ghi điểm được với cấp trên nhưng chỉ riêng điều đó thôi là chưa đủ. Dường như bạn chỉ tập trung vào việc thể hiện với người quản lý mà quên rằng cần phải phối hợp với đồng nghiệp chung nhóm. Việc thể hiện bản thân không đúng nơi đúng lúc của bạn đang khiến các mối quan hệ nơi công sở xấu đi. Nếu không sớm tìm cách giải quyết, bạn có thể sẽ gặp rắc rối to đấy. Đây coi như bài học đắt giá cho bạn trong việc đối nhân xử thế. Chuyện tình cảm trong ngày cũng không được suôn sẻ cho lắm. Tuổi Tuất nên lắng nghe nửa kia nhiều hơn thay vì chỉ thích nói những gì bạn muốn. Người độc thân sau nhiều lần sắp sửa chạm tay vào hạnh phúc nhưng không thành thì đánh mất tự tin, chẳng còn nhiều mong ước về tình yêu. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, đối diện với cục diện thăng trầm trong công việc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, thiếu sự phối hợp với đồng nghiệp chung nhóm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, các mối quan hệ nơi công sở dần xấu đi. Tử vi tuổi Canh Tuất
thuộc mệnh kim, nên lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, người độc thân dần thất vọng với tình yêu. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 15, số 68, số 21. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, được tam hợp cục hậu thuẫn cho vận trình ngày mới, người tuổi Hợi đang gặp nhiều thuận lợi trên con đường tài lộc. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, mọi chuyện tiến triển rất lạc quan và hứa hẹn nhiều tương lai rộng mở. Nhân lúc này, hãy có kế hoạch chi tiêu thích hợp để tiền bạc được sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa. Chẳng những vậy, đường công danh sự nghiệp cũng đang tiến triển rất tốt. Với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình, bạn có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc tác động nên các mối quan hệ tình cảm của con giáp này dễ có rạn nứt, vợ chồng mâu thuẫn, hiểu lầm nhau. Lúc này người tuổi Hợi và nửa kia đều cần dành thêm thời gian để xem xét lại tình cảm trước khi đưa ra quyết định là tiếp tục hay kết thúc. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, gặp nhiều thuận lợi trên con đường tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, cần có kế hoạch chi tiêu thích hợp. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, mối quan hệ tình cảm dễ có rạn nứt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 58, số 22, số 90. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.